Ngay xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án 8 căn nhà mới nhất thuộc phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với 8 căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết, đã bán 2 căn chỉ còn 6 căn với hướng nhà là hướng Tây Nam và Đông Bắc quý vị nhé. Với cái thiết kế của ngôi nhà thì có dãy bên này Ngọc Anh đang đứng là 4 tầng, bên này là 5 tầng quý vị ạ. Mỗi một bên là 3 căn, 2 căn mặt ngoài thì đã bán rồi. Đây là đường ngõ trước nhà thực tế khoảng tầm 2m, cách với lại đường ô tô đi lại trục chính nó khoảng tầm 50m thôi. Và với cái thiết kế của cái ngôi nhà này, Ngọc Anh sẽ quay một cái căn mẫu để gửi tới cho quý vị. Với cái cụm dự án 3 căn mà thiết kế 4 tầng thì diện tích 34m², thiết kế 4 tầng mỗi tầng 2 phòng ngủ. Còn bên này 30m thì là thiết kế 5 tầng mỗi tầng 1 phòng ngủ mọi người nha. Với cái giá bán thì Ngọc Anh để ở dưới phần miêu tả. Và sau đây mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể ngôi nhà. Với cái thiết kế cửa chính của ngôi nhà, hai lớp cửa bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa kính cường lực. Ở đây thì 8 căn đã bán 2 và chỉ còn 6 căn hiện tại Ngọc Anh đang đứng ở đây. Đó là 3 căn bên phải và 3 căn bên trái này quý vị nhé. Với cái vị trí của nó thì cách với bến xe Nghĩa khoảng tầm 800m, rất là gần với lại trường Đại học Đại Nam, gần với trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, gần với lại ngã Ba Ba La. Nói chung là phù hợp với bác nào đi làm ở Hà Đông theo cái trục đường tuyến đường sắt trên cao Cát Linh, hoặc là quý vị có thể đi làm theo trục đường Nguyễn Trãi Thanh Xuân. Và với cái thiết kế của ngôi nhà thì Ngọc Anh đang đứng ở đây là phần tầng 1 của ngôi nhà. Với phần tầng 1 ở đây là phần thiết kế để xe quý vị nhá. Và cái căn nhà này thì đặc biệt là lô góc hai mặt thoáng cho nên cửa sổ mở ra được phía bên cạnh này. Đó. Thiết kế 4 tầng, đây là phần để xe của ngôi nhà, diện tích 34m. Căn nhà này thì đã được hoàn thiện gần như là xong hết chỉn chu quý vị, chỉ việc dọn đồ về và ở được ngay, sổ đỏ trao tay, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Đây là phần không gian phòng bếp. Với phần không gian phòng bếp cũng vô cùng là thoáng. Đây, tủ bếp rồi mọi cái đều được thiết kế đầy đủ chỉn chu cho quý vị. Mặt bếp ốp đá granite, xung quanh bếp toàn bộ khu vực bếp là chủ nhà ốp toàn bộ gạch 30-60 cho quý vị đây. Đây nha mọi người nhá, ốp lên trên tới tận trần, riêng ở phần không gian bếp. Đấy, tất cả phần xung quanh bếp là đều được ốp gạch 30-60. Đó. Chậu rửa vòi rửa chất liệu inox 304, phụ kiện bếp lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Theo đúng như hiện trạng thì quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Nói chung bác nào mà có con đang học ở trường Đại học Đại Nam này, trường Đại học Phenica này, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, trường Trung cấp Y Dược thì quý vị có thể tham khảo cái ngôi nhà này. Bởi vì phạm vi bán kính các trường đại học rồi trường cao đẳng nó chỉ khoảng tầm 3km quay đầu thôi, rất là thuận tiện. Và cái giá bán thì cũng rất là hợp lý quý vị nhé. Đấy, ngoài cái phần tầng 1 thiết kế để xe, phòng bếp thì chủ nhà thiết kế thêm một phòng vệ sinh đáp ứng công năng sử dụng cho 4 tầng, đầy đủ vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Quan trọng nhất nó là vị trí, với cái vị trí này thì ngõ nông, đường thoáng, gần với lại những cái tiện ích chợ, trường, phường trạm. Xung quanh gặp trạm tiện ích cấp 1, cấp 2, mầm non nó chỉ phạm vi bán kính 500m, có thể đi bộ được quý vị nhé. Mời quý vị theo em lên khám phá tầng tiếp theo của ngôi nhà. Trên phía tầng 2 của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế cho chúng ta phòng khách. Mọi người ạ, đây là phần không gian phòng khách của ngôi nhà đã được hoàn thiện, thiết kế đầy đủ. Đây là cái phần xung quanh. Ở đây phần phòng khách là chủ nhà ốp một cho quý vị một cái tấm vách PVC giả đá mọi người ạ. Đây. Mà độ bền của nó tương đối ổn nhá. Rồi là một cái kệ trang trí. Đây là phần không gian phòng khách này, cửa sổ mở ra tương đối là thoáng, kệ tivi đó, và đây thêm một chiếc kệ nữa ở phần phòng khách mọi người ạ. Nói chung với cái diện tích 34m, chủ nhà thiết kế tối ưu công năng thôi, còn nếu như để hoàn hảo thì chỉ có theo ý mình tự mua đất tự xây thôi mọi người ạ. Đó, đây là phần phòng ngủ ở trên phía tầng 2 hướng ra mặt ngõ. Với cái phần phòng ngủ này thì chủ nhà ốp toàn bộ ở dưới phần chân của máy ở đây này là ốp sàn gỗ nhé mọi người. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện.
Rồi là ở đây thì thiết kế cửa sổ thông thoáng hai lớp để lấy ánh sáng tự nhiên cũng như là không khí ở bên ngoài vào. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ theo từng phòng. Đó. Cửa thông phòng đây, thiết kế toàn bộ là cửa gỗ, rất là chắc chắn. Phòng vệ sinh tầng 2 sử dụng cho tầng 2 đây, thì đầy đủ về cái thiết bị vệ sinh ở phía bên trong. Đồng thời thì chủ nhà có lắp thêm cho mình một chiếc bình nóng lạnh nữa nhé. Đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, đầy đủ. Nói chung là đáp ứng công năng sử dụng theo từng tầng. Mời quý vị theo chân của máy lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế cho chúng ta như sau: hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên ở trên phía tầng 3. Ở mặt trong mọi người nhé, với cái phần mặt trong thì chủ nhà chỉ mở được cửa sổ như thế này thôi. Đấy. Còn đâu thì vẫn đầy đủ ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa cho quý vị. Trên tầng 3 thì thiết kế toàn bộ là sàn gỗ, phòng ngủ hướng ra phần bên ngoài. Như vậy lên trên phía tầng 3 là có 3 phòng ngủ riêng rồi quý vị nhé. Đây, 3 phòng ngủ riêng, tương đối là thoáng. Trước và sau, phòng nào cũng đầy đủ ánh sáng. Phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 3 đây ạ. Nói chung tất cả những cái nhà Ngọc Ánh quay review cho quý vị cụ thể đều đường hướng giá này cũng như là cái vị trí thì đều chia sẻ cho quý vị rồi. Và mọi người muốn tìm hiểu thì cứ liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt để được tư vấn tốt nhất. Mời quý vị theo em lên khám phá tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Với tầng 4 thì thiết kế như sau. Trên tầng 4 thiết kế thêm cho quý vị một phòng riêng. Phòng này quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ, phòng làm việc, tùy với cái mục đích, công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Ngoài ra thì trên tầng 4 thiết kế thêm cho quý vị một sân phơi tương đối là hợp lý, tương đối là thoáng. Và đây là cái bồn nước một khối, chia sẻ với quý vị. Ở phía dưới tầng 1 ấy, thì có bể ngầm rồi. Và ở trên này thì là có luôn bể nước một khối cho quý vị sử dụng luôn. Nói chung là không bao giờ sợ mất nước ạ. Đó, với cái vị trí này xung quanh dân cư đi lại, hàng xóm thân thiện, gần với tuyến đường sắt trên cao, gần với bến xe Yên Nghĩa. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.